chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình với chị mình sẽ đi đào khoai mì nha các bạn. Để rồi. Mà chúng mình làm món chè nha các bạn. Ok. Bây giờ thì mình sẽ quay chúng mình đi đào nha. Đây là bụi khoai mì rất là to luôn nha các bạn. Khoai mì là không phải nhà mình trồng đâu. Là nó tự mọc đó các bạn. Rất là to. Bà ngoại mình á dục củi á cho khô với tự nhiên nó mọc lên luôn các bạn. Bự chà bá luôn nè. Bà này nói mà tưởng ai nói không. Ơi ơi, em phá làng phá củi em ơi. Ui, cây bự nha. Rồi ok. Thấy trống chỗ rồi đó. Ui, hình như cái cây này tới 3 gốc luôn các bạn ơi. Mình vẫn còn hy vọng. Ôi đây, cái len đâu rồi mọi người? Ủa cái len đâu rồi mọi người? Đây. Đây. Nó còn đen rồi mà nó có dính bùn nữa. Để mình dứt bên này thử nha các bạn. Ôi, có. Trời ơi, củ này còn bự hơn củ nãy nè các bạn. Ồ, còn bự nha các bạn ơi. Ai mà củ dưới đây nữa nè. Ôi, em sáng một cái nữa. Ra luôn rồi kìa. Từ từ các bạn ơi. Củ mình ở trong lòng đất nha các bạn ơi. Từ từ, nó mà dày trộn mình mãn chứ là xong á. Đây, để vô. Chưa, em thấy nó không có tâm rồi. Có chiếc lễ phẩm rồi nha các bạn. Nãy củ đầu tiên. Đào muốn mòn mỏi luôn mấy đứa con củ rồi. Còn củ thế. Mình sắn ở chút xíu đi. Mình sẽ bẻ dễ dàng hơn. Nó cứng các bạn ơi. Ui, củ này hơi bự, hình như bự gấp đôi củ hồi nãy luôn các bạn ơi. Wow. SOS mọi người. Hãy giải cứu chị em tôi. Củ này hơi to rồi đó. Thấy hơi hao tổn sức lực rồi đó. SOS. Đây em cầm đây chưa làm cho. Rồi. Đây. Hay quá, mình còn một tay sạch nha các bạn. Bứt rồi luôn nha. Sao được cũng không? Được. Ủa nó có dính ở dưới cái đây không nhỉ? Em cũng không biết nữa. Thì nó dính củ dưới các bạn ơi. Giờ làm sao đây? Mình thử củ á. Hồi nãy em nói có một củ nữa, củ nó đi đâu? Đi đào nãy giờ chị không thấy. Ê, thấy rồi nè. Chơi nó hơi cũng lắc các bạn, thì mình hơi chỉnh sửa cái cầm quay đi. Rồi. Hai chị em mình rất là còn quại chứ nãy giờ mà vẫn chưa được cái củ. Mình nghĩ nguyên bự bự như thế này chắc cũng phải nhiều củ luôn các bạn. Cố lên chị lên thôi. Ôi, sắp được rồi. Ôi trời ơi, còn cái tay này mình. Thôi được rồi, cái này thôi. Tiếp chị. Thấy cái tay dơ tiếp chị. Từ từ, có chừng chốc da chút mẩy không ơi, chốc da hết rồi. Không được. Cứ đó. Không được luôn. Mệt quá, bất gì luôn, gió lẹ. Đây. Quay cho nó, mọi người xem nè. Bự quá. Hơi bự chứ các bạn ơi. Rồi bỏ vô giỏ đi. Đây, được hai củ rồi. Rồi. Cha mình cuối cùng đã tới giúp đỡ rồi. Đây, cha có em mình nha các bạn. Được chưa? Không. Nãy giờ thu được 3 củ. Đứng dậy đi, để cha tiếp cho cái khâu này cho xong. Ê, chiến lửa qua đây đi, chơi cho con. Chiến lửa gì đây, qua đây đi. Chiến lửa đó chị lên. Chị đang đứng ở chỗ. Cho con qua. Rồi. Wow. Cha mình bắt đầu đào. Cha đào quá kinh khủng. Sao rồi. Ô. Trời ơi, bắt nguyên cái này lên luôn. Mình sẽ giúp cho. Ê, mình. Đào hết luôn hả? Đó là cha mình kìa các bạn. Ôi, chị quay xa xa đi, chị lên. Quay xa xa đi. Ở dưới đó có con củ bị đất đôi vậy kìa. Trời ơi. Không làm trời. Oh my god. Người dũng sĩ đây rồi. Đây, ở dưới đây còn rất là nhiều củ nha. Nó bị. Đấy các bạn ơi. Đây, vỏ sắp này cha. Ồ, được 3 củ. Nhiều quá. Mám của cha chắc nãy giờ mấy con ngồi đây hoài luôn. Rồi. Hơi bị nhiều luôn. Cuối cùng mình đã sử dụng hai tay. Đưa cái búa à. Đưa cái búa cho cha. Búa đâu, hai búa đây. Ây da, sao làm lấy nhất. Trời ơi, cha mình đã. Trời ơi, kiểu này là dư luôn. Rồi, ok.
cái bụi không ngừng mà nó nhỏ mà nó nhiều củ tới chị luôn các bạn ơi. Nhỏ mà con rõ đó. Ôi kiến lửa cắn rồi. Có sao không? Không sao. Thích quay cho chị đứng thích quay cho chị đứng. Nè, củ này to quá to nè. Wow, nè các bạn. Đóng luôn, ơi quay xa xa chị lên. Không ngờ dưỡng sáo mới vừa ra mà nhiều tới như vậy luôn rồi. Một củ nữa. Điện thoại mấy mình đi rửa nha các bạn. Ở đây có trái gì nè, trái thịt chưa? Ồ, hình như là trái dưa gan. Ở dưa gan kìa. Ủa dưa gan ở đâu vậy? Cái lửa nè cha. Cố lên. À, củ này cũng to quá nè. Ừ. Lấy bỏ vô đi. Nè các bạn. Đây, thêm một củ nữa. Chị lên nè, chị lên nè, chị lên. Trời ơi, cái củ nó bự. Nặng quá. Nè, con đóng luôn nè. Nhưng mà nó bị xúc ra rồi. Đây, củ này cũng bự lắm nha. Này để mấy sừng ra bớt đi. Nè, lấy sừng ra bớt đi. À. Ê, củ này không phải nhiều sừng quá vậy. Đúng rồi, củ này bé bé sừng sừng. Ồ, gần đầy vỏ luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ để cho mình trồng lại rồi mình sẽ đi theo cái này nha. Đây em cầm đi chị sách cho. Bây giờ mình sẽ lột khoai mì nha. Rồi giờ mình xin lột nha các bạn. Rồi thì mình sẽ nấu kẹp khoai mì nha. Giờ xin lột ra. Đây, khoai mì lột rất dễ luôn các bạn. Đúng rồi đó. Này các bạn, lột cái nó trắng bóc nhìn thèm đó các bạn ơi. Đây nè các bạn, trắng bóc luôn. Nãy mà không có cho mình ra tiếp chắc á, nãy giờ mấy mình ngồi á, mấy mình làm hoài luôn, nó chèo đúng quá. Mình lay hay có chừng mười mấy phút mà được có mấy củ. Là cha mình không ra tiếp mà thôi xong rồi. Đây, lột được một củ nha các bạn. Chị lột nhanh như vậy. Củ em bé mà sao cô em lột chậm chứ. Củ thứ hai. Đây mình rửa. Đây nè, trắng tươi luôn. Trắng quá trời trắng luôn các bạn ơi. Cái này nãy mình mẻ nên nó bị thích dễ lột đúng không? Ổn quá. Nó bị trẻ làm đau á. Dạ con bé. Rồi ok. Trẻ là rất là dễ lột luôn các bạn. Chỉ cần gọt một đường ở phía giữa. Rồi mình sẽ lấy cái tay mình trẻ ra. Mình móc cái vỏ ra là ra các bạn ơi. Đúng rồi đó. Không cần dùng sức nhiều đâu. Dạ các bạn thấy không, mình làm cái nó ra vòng gì luôn nè. Đó vậy xong rồi nè các bạn. Rồi dựng củ nó nè. Bây giờ đúng tay nè. Trời ơi cá nhảy nhiều quá. Cho mình mượn cho em ngon nha. Đây. À, trời ơi hú hồn. Ai thiêu một củ rồi nè các bạn ơi. Cái này hơi bị biến dị. Ê, có sao không? Không. Cái này biến dị luôn. Củ này nhìn đuôi con chuột nè. Trời ơi, củ này hơi khó lột các bạn. Lấy củ mà thẳng đó các bạn, dễ lột lắm. Lấy củ mà nó chỗ bự chỗ to thì này hơi vàng thế này nè. Các bạn ơi, mình lột cũng gần xong rồi á. Hồi á, mình lột xong thì mình sẽ đem lại cái tiệm gần nhà ở đây nè. Mình sẽ xay nha các bạn, xong mình sẽ làm chè nha. Các bạn cũng theo chân mình nha. Các bạn ơi, bây giờ hai chị em mình sẽ đi lại tiệm cho người ta xay nha các bạn. Bây giờ bắt đầu thôi nha. Đi cùng mình nha các bạn. Đây là cái con đường của nhà mình nha. Đúng rồi đó. Đi thôi các bạn ơi. Sắp tới chỗ này rất là gần nhà luôn của chị mình luôn nha. Đây, đây là tiệm. Đi nè. Đây là tiệm đồ quán nha, rất là nhiều đồ ăn luôn. Bây giờ là bắt đầu là người ta đang ép dừa. Đây.
đây nè các bạn. Bà chủ đang đổ nước cốt dừa vào bọc. Đây là nước mọt các bạn ơi. Nước mọt. Bà chủ đang ép nước ép 2 nha các bạn. Bà chủ rất là nhiệt tình. Cái máy chạy rất là im nha. Đây bạo khoai mì nha các bạn. Khoai mì. Đây, để tăng bao nhiêu tí. Như 5 kg. 5 kg. 5 kg đi nha các bạn. 5 kg thôi. 5 kg dạ. Đây. Ok. Rồi được rồi đó. Wow. Nó là nước sạch lại luôn các bạn. Rồi sau đó thì cái nước này nó lắng xuống đó, rồi sau mình sẽ đổ cái nước ở trên ghi ở dưới có một cái lớp nhỏ nhỏ á, bạn chọn miếng này nè. Giờ nước bột của khoai mì mình đã để cho nó lắng xuống, bây giờ nước nó trong, bây giờ mình sẽ đem đổ nha các bạn. Ok. Dẫn bữa coi cho chị đi. Các bạn ơi, mình đã chắc nước xong rồi nè, bây giờ mình sẽ vô để mình nhồi bột nha. Lộn, nhồi nhồi. Bây giờ mình sẽ đổ vô ăn nha các bạn. Đây, cái này là mình đã xay nhuyễn nha các bạn, bây giờ mình sẽ đổ vô đây luôn nha. Rồi. Có tao. Tao mình đã rửa sạch sẽ rồi nha các bạn. Đúng rồi, đã mình đã rửa. Bây giờ mình sẽ để vô từ từ nha. Từ từ thôi nha. Rồi. Rồi giờ mình sẽ cho thêm miếng đường nữa nha các bạn. Các bạn nha. Ăn ngọt có thì bạn miếng nhiều, còn mình không thích ăn ngọt. Để thêm miếng muối nha các bạn. Rồi em bỏ muối nha. Rồi. Mình muốn ăn ngọt nên mình sẽ để ít nha. Rồi. Rồi hai chị mình sẽ trộn nha. Chị trộn rồi. Mình xuống tay luôn. Ý. Chị trộn đi. Rồi tay quá trời giờ. Được không? Em chọn tiếp không? Để chị coi thử. Em chọn chứ. Tác dụng của cái lớp đục ở dưới của nước là để mình nhồi cho nó bị dính thôi nha các bạn. Các bạn ơi, mình dò cũng đã đều rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chia ra làm 4 phần để mình nhuộm màu cho nó đẹp hơn nha. Dùm sao nó cho mượn nó chứ. Làm 4 phần nha các bạn. Rồi cứ lấy. Quá. Muỗng mình hơi nhỏ. Em sao? Yeah. Đây. Ấy sao nhiều dữ vậy? Chưa. Chưa bên đây đi. Cứ quá. Dạ ok. Trời ơi. Chị em mình rửa tay sạch cho nha các bạn, nên không có mất vệ sinh đâu nha. Rồi mình có chuẩn bị mấy cái thao luôn nè. Rồi. Đây. Rồi. Mình cũng có những món màu như thế này. Mình sẽ làm 4 màu, màu vàng, màu hồng, rồi màu xanh, màu trắng nha. Rồi ok. Cái này là thao cuối cùng nha. Đây, để chị lấy. Lấy tiếp em đi. Đây. Đây. Miếng hả? Còn phần trong đây là phần màu trắng đó các bạn. Rồi ok, bây giờ hãy lấy riêng em sẽ nhuộm màu luôn nha. Em nhuộm màu hồng cho chị nhuộm màu xanh lá cây đi. Đây, mình sẽ nhuộm màu xanh lá cây nha các bạn. Đây nè, đây màu hồng. Đây, mình sẽ nhuộm màu xanh lá cây nha. Ủa, cái nhỉ rồi ta. Thế cậu nhuộm dòng nữa như con mắt. Rồi, ok. Rồi, xin nhỏ nha. Rồi, ok, xin nhỏ lên nha. Thấm màu hồng như đáng luôn. Đáng nhà. Đúng tốt. Đúng tốt. Đúng tốt. Như con chó. Mà những màu xanh nó, màu hồng nó không đủ cho lắm. Nhưng mà nhỏ ngoài thì nó sẽ đều. Màu hồng nó đều, nó sẽ rất là đẹp nha các bạn. Đúng rồi đó. Này các bạn thấy màu hồng nè, sẽ cho màu hồng mình thấy nó hơi ít, mình sẽ thêm màu trái khách luôn đi. Rồi có ra không? Vậy là mình thấy là đủ rồi đó. Đây còn màu hồng của mình nè các bạn, còn không biết luôn rồi, màu hồng hết luôn các bạn ơi. Không sao đâu, không sao đâu. Hồi giờ nó chỉ cần có một cái màu đẹp cho nó đẹp được, có màu là đẹp được thôi. Sao màu cái kia nó đậm đà hơn. Chị mới sọc. Chị đang rất là cố gắng. Cố gắng nhưng mà lạ. Nhồi hơi cực nha các bạn ơi. Mình phải nhồi cho nó thật là đều. Nhưng mà nó rất là vui. Đúng rồi.
Thôi để con nó làm gì nữa. Con hồng mình thấy nó cũng đều mà. Ừ. Mình cảm thấy nó rất là đều nha các bạn. Nhỏ thêm chút xíu nữa. Nó đều hẳn luôn nha các bạn. Có vài cái nó còn màu đậm nè các bạn. Cái vài chỗ nó chưa được đều. Nè, cũng như cục này nè. Màu trắng lắm nè, nó không được màu xanh nha các bạn. Màu xanh nhỏ nó chung với màu xanh cho nên là màu xanh. Đúng rồi. Rồi, mình đã chọn màu hồng. Mình chọn màu đều luôn nè. Bây giờ này mình sẽ chọn màu vàng nha. Đúng ha, Diệu Hồng màu này màu gì nè? Xanh lá cây. Đúng rồi. Hai em mình giỏi không các bạn? Biết màu xanh lá cây luôn nha. Nè, màu vàng nha các bạn. Thôi, cũng đẹp rồi. Mình sẽ đẩy nó qua một bên nha các bạn. Màu vàng mình thấy nó rất là tươi tắn. Thôi hết chân. Rồi. Chị dò viên đi, đem chỗ sống này, em dò viên với chị luôn. Giờ mình sẽ chọn những hình những cái viên để mình làm chèn nha. Em xin miếng màu gì? Chọn hết luôn đi. Đúng rồi, đã chọn hết luôn. Nửa mua thêm chứ là xài hoài. Rồi. Vậy mình các bạn, mình nhờ hình viên rồi nha. Các bạn chờ. Mình làm hết chỉ lên làm hai không? Đẹp. 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 Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Chị Mai là chọn cho xong chưa? Đúng rồi, có chị chọn cho xong. Trong thời gian mà em mình chọn màu vàng thì mình sẽ cho chọn màu hồng nha các bạn. Tắm ra màu xanh để đi đó luôn. Đây. Việc thứ hai đã hoàn thành. Giờ thích chọn cái màu xanh thử nha. Trời ơi, dạ quá. Màu xanh thử hả? Mình giờ sắp xong rồi các bạn ơi. Còn giờ chọn màu dấu chất gì thôi gọi luôn. Màu xanh. Mỏi tay quá. Mỏi tay chưa? Quá mỏi luôn. Trời, tôi bớt luôn rồi. Trời ơi, sao vậy? Sao có gì này nó không có được được dính nha các bạn ơi. Đi này đi gì đó. Này con về chỗ quá màu trắng nè. Thiệt không? Thiệt không? Đẹp không vậy hả? Hồng vàng đẹp không? Đẹp. Bây giờ cái có miếng màu xanh cho mày thôi. Tại chỉ nó làm gớp á. Không sao đâu mà. Không phải công chỉ nha các bạn, mình lấy ra nha. Ủa đâu phải công chỉ đâu, cái đó là cái cọng gì á trong cái phơi mì á, người ta xay nha. À, nó còn dính vô á. Là chỉ phơi mì. Ủa gì hả? Đây. Ủa giặt. Nó chưa có được tròn, mình sẽ làm cho nó tròn luôn nha các bạn. Đây. Cuối cùng cũng được một cái xanh thật là đẹp rồi nè. Xong rồi các bạn ơi. Mấy mèo luôn. À, bây giờ mình sẽ nhờ nha. Mình xuống đi. Thôi mình sẽ nhờ màu vàng. Đây, mình sẽ nhờ tiếp nha. Chị không muốn làm không? Không. Chị Hồng còn nhỏ không biết làm nữa các bạn. Như này hơi bự rồi. Thế nè. Ủa chị mình sẽ nhờ màu vàng nha. Ờ đúng rồi, chị nhờ màu vàng. Ủa, mình nhờ màu xanh hay màu hồng nha. Ủa. Trời. Sao? Chị mà ơi, muốn có được cái à? Đây, thêm một viên nữa rồi nè. Wow, chị Linh làm nhiều quá. Mình sẽ dò viên nhỏ, viên bự ra cho nó đẹp các bạn. Ở lớp ở ngoài mình làm viên bự ở trong làm viên nhỏ đi. Chưa, để mình coi nha. Rồi, ok. Wow, chị Linh làm đây, màu vàng rất là đẹp. Nãy chị Linh làm nhiều hơn chị Mai đó. Rồi, cái gì nãy chị dò mà. Nè, Mai có được 3 cái, chị Linh được nhiều cái hơn. Rồi chị Mai được chị Linh bây giờ. Dạ. Bây giờ chị Mai dọn không được. Có chị Linh kìa. Đây, một viên màu vàng tiếp nào. Đây, thêm một viên nữa. Đâu giờ màu trắng thì nãy giờ chưa có màu trắng nữa. Đúng rồi, bây giờ mình quên màu trắng các bạn ơi. Bỏ ra màu trắng rồi. Màu trắng. Đây. Em thấy trong bốn màu này màu nào đẹp nhất? Thì màu mấy màu nào đẹp nhất? Em thấy màu xanh với màu hồng với màu vàng đẹp hơn thôi. Hay là em thấy màu sắc thôi các bạn. Em mà thấy màu sắc là không có hết màu hả? Trắng hả mày? Thích màu mè. Đúng rồi, em thích màu mè quá đó hả? Rồi. Sắp xong rồi. Rồi. Đây là sao nào? Đây là màu trắng này, màu trắng rồi. Mình làm xen kẽ nha đi. Đúng rồi. Ê mà còn bự quá. Nhỏ nhỏ thôi. Đừng bự quá, bự quá. Ăn hết viên luôn. Đúng rồi, ăn hết kẽ. Mình đã dò một đống ở đây luôn nè các bạn. Dò viên nha. Bây giờ thì mình sẽ mình đã bắt nước lên rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem lên ra để mà mình lột các bạn. Đúng rồi, để ra cho chị lên. Cố hơi ọt lên các bạn thông cảm nha. Đây, mình sẽ bỏ vô đây các bạn. Rồi.
chồng với mày mình răng nha. Con chị mẹ làm không có bây giờ ở gần người đang hồi rồi. Cái này là con chị lấy nè. Ê, này cũng vậy các bạn. Mình không còn cao. Mình ngon quá các bạn ơi. Bé lắm các bạn. Nhưng mà nóng nóng thôi. Các bạn ơi, công thức của mấy chị em mà từ sáng đến giờ là ăn rất là ngon nha, bạn làm rất là ngon luôn, nhưng mà không có tốn tiền mẹ, chỉ tốn xíu sức thôi nha các bạn. Đây mình có dòi mấy cái viên mẹ sắc màu vòng này rất là đẹp. Chị Hồng ăn thấy ngon không? Công thức của chị em mình từ sáng đến giờ bây giờ đã có kết quả nha các bạn, rất là ngon luôn. Đúng quá, đúng quá. Nãy giờ không thấy bột nào luôn. Mình làm có màu sắc đó các bạn, nên là mình nấu lên nhìn nó rất là đẹp. Các bạn nhìn nó xem chưa? Xem chưa? Rồi, bánh rất là nhầm nha. Đây. Đây là bánh rất là nhầm nha các bạn. Có mắt luôn mà. Nhờ các bạn ơi. Ngon cực kỳ lắm các bạn. Ngon. Thôi cái mẹ ở đây luôn. Các bạn đi đây, nhỏ đi ăn, bỏ nhỏ đi.